to pull out. That's good. I know. Wow. Hello. Nice. Hello, chào cả nhà. Hôm nay hai chị em mà tiếp tục làm vườn. À, lick. Me. Lick. Good, good. Yeah, you can eat them. Lick. Em dâu á. Chị Brandy. Bữa hôm mình về Việt Nam cả nhà, tặng chị Brandy cái áo á, Việt Nam mình này dễ thương không? Đó. Chị mặc vừa y luôn á trời. Trời ơi, hai măng tây này của chị Brandy nó trổ đá ghê không. Hai em mà bún uống nần à, đá dễ sợ luôn. Chị Brandy có mấy cái măng tây này tím đá chưa nè. Ôi, nó mê hả? Chà bá lửa luôn. Siêu to khổng lồ. Rồi, bốn cọng măng tây. Mình lại tiếp tục làm vườn cả nhà ơi. Hi baby. What else you have in here? That's it. Chị em mình nhổ cỏ xong xuôi rồi cái bỏ 3-4 bao phân bò vô đây rồi trộn lên rồi đó cả nhà. Đó, được một thùng rồi. Thùng bên đây còn thiếu đất á, chị đang đi lấy đất chị bỏ vô. Đó, đây thì Nhung Hà rải đá perlay nè, rồi pismat nè, rồi phân bò ở đây xong rồi cái trộn lên. Đó, chuẩn bị có một mảnh vườn cho chị Brandy rồi nhà ơi. Ok. Good job. Yay. So we can dump in here and you have two bucks. Thank you. Uống nước. Missing. Phủ cái lớp
đen lên. Cả nhà biết chi không? Tự chị Randy chị không có thời gian nhổ cỏ, nên năm nay á, là Nhung Hà sẽ giúp chị là phủ cái miếng đen này lên trên đất, xong rồi cắt cái lỗ rồi trồng cây lên cả nhà. Thì lúc đó chị không cần phải nhổ cỏ nữa. Bên kia cũng vậy đó, trải lên luôn, xong rồi cắt cái lỗ rồi trồng cây vô. Đó. Như vậy đỡ phải tốn cực công nhổ cỏ nhở, việc tưới nước tưới phân thôi. Rồi bây giờ đi cắt cắt cái lỗ nha. Rồi cắt một vòng tròn như vậy, xong rồi mình cứ bỏ, mình lấy đất rồi mình bỏ phân rồi cái mình trồng cà chua vô vậy thôi nhà ơi. Đó, khỏe. Good job. Okay. So next. Tay tay. Right Tay mai tay. here. Rồi, bụng một bụng phân rau củ bỏ vô gấp. Vô lỗ hả hả, được một cây. Em cả tre nhà mình tới cho chị Brandy luôn rồi. Cỏ không sợ nữa nhà ơi, nhổ cỏ đỡ phải nhổ cỏ không cực. Tự chỉ có con nhỏ không có thời gian nhổ cỏ nhà, nên là có cách này là chỉ đỡ cực hơn. Kiếm cục đá dặn 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 mấy em bay lại kiểu nó bay vậy này. Chị Brandy đang trồng bắp cải à nhà ơi. Nhung Hà thì trồng xong cà chua cho chị rồi nè. Thiếu một cây, ngày mai mốt thì mình mang qua một cây nữa cho chị. Là chị được 10 cây cà chua trong cái thùng này. Hy vọng năm nay chị Brandy sẽ bội thu vườn không có cỏ nha cả nhà. Chứ mỗi năm mà mình tới là coi như là cỏ nó lớn hơn rau, nên năm nay là mình sẽ thiết kế cho chị là một vườn rau không có cỏ cả nhà. Đã luôn. Rồi phụ chị trồng tiếp cả nhà ơi. Hãy
lie awake for planting. Yeah. Dì Brandy nói, ôi dạ, mệt mỏi quá. Mà mai chị đi du lịch rồi, nên là mình nói thôi, để ngày mai có gì mình phụ trồng cho chị cho, rồi đi du lịch đi, vui vẻ đi. Rồi qua má em đây, chị em mình đang trồng bắp mà. Ở cuối, tại vì bắp nó cao quá nên trồng cuối chứ. Được, đáng nhẽ 12 mà mình làm gãy mất 1 cây, còn 11 cây rồi nha. Cứ khoét lỗ lỗ vậy đó rồi trồng vô vậy thôi. Rồi bỏ cái garden stone ở dưới gốc á, rồi trồng bắp vô. Mình nói chị Brandy, bắp nó rất là cần nhiều cái nhiều phân bón á, bón nhiều nhiều với gốc một chút xíu đặng cho nó mập mạp. Rồi đau lưng rồi đó. Đau lưng rồi. Đau lưng rồi đó. Chuyển qua bắp cải ạ nhở ơi. Tá lả trồng hết. Tha hồ trồng sẽ bí ngồi với bí đồ mé dưới kia. Rồi giờ bắp cải với lại bông cải đồ má trên đây, với cải kheo đồ má trên đây. Chị Brandy tội nghiệp. Bye Brandy. Bye.